Ok, hello xin chào em nhé. Chào mừng em quay trở lại với kênh Trader Fun. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video recap lệnh những cái lệnh mà mình đã vào trong phiên giao dịch ngày hôm qua, tức là ngày thứ tư của tuần này, tức ngày mùng 1 tháng 5, ngày đầu tháng đấy. Ok, rồi thì quay trở lại với cả cái chuỗi ngày nghỉ lễ đợt vừa rồi ấy, thì cái hiện tại cái xu hướng của thằng M15 ấy nó đang là một con sóng giả em nhá, sau khi nó chốt qua cái đáy swing low này. Thì cái hiện tại cái insert mới nó đang ở đây. Em đồng ý với mình không? Rồi và sau khi cái thời điểm cái phiên áng ngày hôm qua ấy nó bắt đầu ấy, thì lúc này cái insert mới nhá, lúc này chuyển xuống bên dưới này, thì trong cái video recap lệnh ngày hôm qua mình có update lại cho em cái insert mới này của thằng M15 EU này đúng không? Ok. Rồi thì lúc này cái view của mình là gì? Em đi này. Thì cái thời điểm hiện tại nhá, cái phiên án nếu chiều nay nó pullback về lấy instrument này thì nó confirm cái đáy swing low mới em nhá, thì chúng ta sẽ canh hẳn cái lên cái vùng bên trên cái đỉnh phiên án, chúng ta có nó quét thanh khoản, chúng ta sẽ xuống theo trường pro trend. Còn trường hợp mà nếu nó không bay bây giờ, nó không về nó lấy instrument nữa, nó không lấy cái instrument này nhá, và tiếp tục lại giảm xuống theo cái nhịp bên dưới tiếp theo này, thì lúc này instrument chuyển xuống tiếp, thì chúng ta lại tương tự, chúng ta sẽ đợi canh về, chúng ta sẽ đợi nó pullback về lấy cái instrument. Và những cái trường hợp này giá nó giảm sâu với cái thời điểm như này thì chúng ta sẽ có những cái lệnh chúng ta oánh theo kiểu counter trend, tức là chúng ta mua về hẳn về instrument này của M15 bên trên swing 2 này, đồng ý không? Ok, thì đấy là cái kế hoạch giao dịch của mình thôi. Ngày hôm qua cái cặp EU này nó chỉ có đơn giản hai cái kế hoạch thôi. Một là bây giờ từ bây giờ đến vào đầu phiên London lúc 14 giờ ấy, nó sẽ pullback về lấy instrument để confirm đáy swing low mới. Hai là tiếp tục giảm xuống thì nó sẽ build nhịp pullback tiếp theo, thì mình phải đợi nó lấy và mình sẽ canh mình mua lên, còn không thì thôi kệ nó anh em nhá. Rồi thì bây giờ để cho giá chạy xem phản giá tiếp theo là gì này, đợi hẳn vào phiên London đi em nhá. Ok, đây thì đến cái thời điểm này giá lúc này nhá, nó đã lấy được cái instrument rồi. Ok, đồng ý không? Và lúc này là confirm cái đáy swing low của M15 bên dưới đây em nha, nhưng lúc này nó vẫn đang là một cái thời điểm giờ giao phiên. Ok, thì cứ kệ nó thôi. Và hai cái setup như mình nói ở cái vùng mà mình bảo ấy là gì, là cái vùng POI này mình có thể canh, mình sell xuống được theo cái quyền giao dịch lúc vừa mình vừa nói đấy, đồng ý không? Tại vì sao? Vì cái vùng DCP này nó có cái đỉnh phiên áo nằm trùng bên trên ấy, thì nó thanh khoản thì em phải đợi là gì? Đợi nó lên tới đây nó quét thanh khoản đã em nhá. Rồi concept chúng ta sẽ sell xuống. Đúng không? Đấy, ok. Thì xem phần giá tiếp theo này. Rồi, đến thời điểm này này, giá lấy instrument nha. Và lúc này nó lại thực hiện là gì? Là BUS một phát xuống luôn. Đồng ý không? Nó BUS này. Thì lúc này cái swing 2 của M15 chuyển dịch xuống. Ok, và cái chốc này cái tác dụng bỏ qua em nhá. Rồi và cái vùng PI cũng hết tác dụng rồi. Thì lúc này này, ngay lập tức thì cái insert mới chuyển ra đây, sau khi nó biết nhá. Rồi và cái kế hoạch bây giờ là gì? Em để ý này, lúc đó khi vào phiên London ý, giá tiếp tục nó phi lên đây và nó khai thác cái insert trùng với đỉnh swing 2 này, và nó tạo chốc đảo chiều từ giảm thì tăng của M15 em nhá. M15 chạy như này, đây này, để xuống này, lên xuống phi lên, em hiểu không? Rồi thì lúc này M15 chốc đúng không, và nó sẽ build một cái initial ở cái đáy swing low mới của M15 bên dưới đây, đồng ý với mình không? Ok, thì lúc này các cái plan của mình fail em nhá, fail rồi thì thôi. Thì lúc này M15 nó chốc đảo chiều từ giảm thành tăng rồi. Ok, thì cái lúc này em để này, như mình nói thì trên đây vẫn còn một cái đỉnh phiên á nhá. Thì nếu mà khi cái cấu trúc nó đã thay đổi xu hướng rồi ý, thì tức là cụ thể ở đây nó chuyển từ giảm thành tăng đấy, thì có thể là gì, lên tới đây là cái plan là gì, lên đây là sweep đỉnh phiên á và chúng ta sẽ sell nhịp counter em nhá, và sẽ build một nhịp initium mới của 15 ở những vùng bên dưới này, thay vì nó đang ở vùng swing low của 15 bên dưới, đồng ý không? Thì chúng ta sẽ sell counter về initiumen 15. Đấy là cái ý tưởng khi mà cái xuống nó chốc đảo chiều đấy, thì đấy là như vậy. Thì em xem phản ứng giá tiếp theo này em nhá. Còn cái trường hợp mà về đây là phá thẳng qua vùng đỉnh phiên á thì thôi, không có sếp thì thôi, không có vào. Đó, em nhìn này. Lên từ đây, nó sweep, đầu tiên nó sweep cái đỉnh phiên á này bằng một cái dâu nến nó khá ngắn nhưng mà vẫn tính là có thể tạm coi là nó sweep nha. Tiếp theo. M15 đồng nến nó sweep tiếp phát nữa thì lúc này mình có số M1, mình sẽ xem phần giá tiếp theo gì nha. Thì nhìn này, cái chỗ đoạn này này nó chính là chốc của M1. Chốc đao. Đồng ý không? Quay lại M15 một chút. Em đi này.
cái Indie Swing 15 nó vẫn đang dưới đây nha, trùng cái đáy swing low 15 đồng ý không? Swing 2 đây, được chưa? Thì lúc này là nếu mà bây giờ mà em sell ấy thì có thể là maximum target về cái instrument 15 trùng lại swing low bên dưới này được, nhưng cái khả năng về đây nó sẽ là thấp, thay vì là gì nó sẽ pullback nó nhỏ về đây này và sau đó tiếp tục nó tăng lên tiếp, nó phá qua cái đỉnh này đấy, thì chúng ta sẽ đánh scalping 2-3R 3-4R cho vậy được em nhá, sau khi nó có tín hiệu 200 frame nó switch cái đỉnh phiên á, đồng ý không? Ok, thì lúc này xuống M1 này, cái sóng major của M1 ấy nó vẫn đang là một sóng uptrend, sóng tăng, ok phải không anh em? Rồi thì cái lúc này đấy này, sau khi cái hai tăng phiên nó suýt ra cái hiệu suýt cái đỉnh swing 2 Asian này thì em có thể là xuống CE đúng không, và xem này, xem giá mới tiếp theo gì nha. Đấy, xuống từ đây nó build một cái nó gọi là inducement này của M1, đồng ý không? Và trên đây chúng ta sẽ có một cái vùng order block của M1 chưa bị mitigate, ok anh em nhá. Rồi thì lúc này xem phản giá tiếp theo này, đó giá nó phá thẳng qua cái vùng inducement này, không có phản ứng gì thôi. Và lúc này đế này mình có limit thẳng một lệnh ở cái order block extreme này em nhá, 90 SL đặt là 2 pip và TB lúc này 3R thôi. Đấy, đánh scalp à, đánh counter thì TB 2-3R thôi em nhá. Và tiếp theo là sau khi nó phản ứng tiếp theo đúng không, thì lúc này cứ kệ nó cho nó phản ứng thôi, xem phản ứng tiếp theo này, nó lên đây nó quét tiếp nhá. Và sau đó gì, nhìn này, nên này nó sweep cái đỉnh swing 2 này, sweep, đồng ý không? Rồi, và xem phản ứng tiếp theo này. Rồi, nó đồng nến nha em nha. Thì cái lúc này mình có vào tiếp một lệnh ở bên dưới đây em nha, 02 này, TB, AL 1 pip này, TB đúng không ạ, 3R. Đây, đánh counter, đánh nhỏ ngắn ngắn này thôi. Và em xem phản ứng giá này. Đó, giá khớp lệnh, đồng ý không? Rồi, và đến cái thời điểm tiếp theo bây giờ này là gì? Sau khi mình nhận thấy cái cây nến này nó quét đỉnh đúng không? Thì lúc này mình có vào tiếp một cái lệnh ở bên dưới đây em nha, 98 này, SL 1.2 pip, TB lúc này cũng là 3R thôi. Đấy, thì mình scale thêm một lệnh tiếp theo ở đây này em nha, ok. Thì đây là ba cái lệnh mình có vào. Rồi, em xem phản giá nha. Đó, giá hit lệnh này. Và sau đó xuống tới cái vùng đáy này này, mình mới quản lý lệnh có hai cái vùng mình scale nhá. Còn xuống tới cái đáy này mình quản lý lệnh vùng này. Thì tóm lại gì, giá nó chỉ phản ứng đây một chút và sau đó phi lên nó hit cái SL của ba lệnh này của mình. Thì tóm lại gì, ba lệnh này của mình nó không đạt kỳ vọng và nó không chưa đạt đến cái vùng, cái điểm mà mình quản lý lệnh, thì chấp nhận là SL vùng này nhá. Ok rồi, thì lấy lại ba lệnh đầu tiên của phiên London chiều ngày hôm qua. Và anh em lưu ý là gì, cái lúc này này, cái phiên Mỹ tối ngày hôm qua ấy, nó sẽ có tin liên tục từ cái lúc mà 19:30 cho đến 20:45 đến 21:00 đấy em nhá, tin PMI đấy của đồng đô la Mỹ, thì cứ đợi cho tin tức nó ra hết đi em nhá, đợi hết đến 21:00 đi em nhá, cho tin tức nó ra hết rồi sau đó đợi sóng yên biển lặng thì chúng ta sẽ bằng tiếp. Em để ý này, cái thời điểm 21:00 cái nến nó ra tin tức quét hai đầu này, thấy không? Và lúc này em để ý này, nó sweep cái điểm này, nó sweep cái đỉnh cũ này em nhá. Và lúc này em để ý này, cái indicement ý nó không về đấy như mình kỳ vọng là gì, nó sẽ về đây một nhịp và sau đó là nó sẽ phi lên tiếp, thì cái chỗ này nó không kỳ vọng đến cái target của mình thì tôi chấp nhận là rủi ro chỗ này nhá, được chưa, đồng ý không? Rồi, và sau đó giá phi lên tiếp thì lúc này này, để ý này, cái indicement của M15 nó chuyển dịch lên tới vùng bên trên rồi này, thấy nhá. Rồi, và sau khi nó phá lên tiếp thì cái chỗ đoạn bên trên này nó chính là indicement hiện tại đây nhá, đồng ý không? Và lúc này nhá, em để ý này, cái M15 lúc này mình lại ý tưởng là gì? Là mình lại tiếp tục mình sell counter sau khi nó sweep cái đỉnh cũ này. Để cho lúc này mình lại xuống M1. Mình xem nhá. Đây. Em nhìn này. Sau khi hai thằng phiên nó sweep cái đỉnh cũ này đúng không? Thì xuống M1 mình tìm chốc. Thì em đến này. Chốc chỗ nào? Chốc ở đây này. Chốc down. Được chưa? Và sau khi nó chốc ý. Được chưa? Thì nó build một cái nisum của M1 đang ở đây này. Ok. Đồng ý không anh em?
và cái sóng M1 lúc này của nó ấy, đang là một con sóng uptrend nhá. Được chưa? Đồng ý không? Và lúc này canh là lấy instrument thì mình có thể sell xuống được em nhá. Đây chỗ này này. Cái chỗ này mình có một cái tip cho anh em mình đã làm video là gì, hai cái điểm. Tức là chỗ này nó tạo cái equal hai là tức là nó mitigate nhau rồi em nhá. Tức là một cái tip mình đã làm trong cái video ở trên kênh mình thì em là hai điểm bằng nhau, tức là giá đã mitigate nhưng không tính là BUS nhá. Tính là giá đã mitigate rồi nhá. Đấy, và sau đó là gì? Nhìn này. Lên tới đây mình không có setup em nhá. Em nhìn xem vào giá và đứng này. Đó, sau đó giá nó đồng lên thẳng qua nó tạo BS của M1 internal chỗ này này. Ok, đồng ý không? Và lúc này cái instrument mới nó chuyển dịch xuống tới đây này. Em nhá. Thực ra nhá, nếu mà nói đúng hơn ý, nói đúng hơn ý, thì có thể anh em tính cái chỗ này nó là cái vùng instrument cũng được. Em nhá. Đó, tính vùng này cũng được. Ok, thì lúc này sau khi nó biết thì chúng ta sẽ còn một cái vùng order block đi ở bên trên này này. Thực ra tính vùng này cũng ít chim được vì bên trên này nó khai thác hết rồi. Ok, rồi và xem giá phản ứng này. Giá về lấy instrument nó confirm cái đáy swing low M1 internal mới bên dưới đây nhá. Thì giá chỗ này nó không phản ứng, không sát thì thôi nhá. Và sau khi nó phá thẳng lên một cây nến như này thì lúc đấy mình lại limit tiếp một lệnh ở cái vùng order block extreme này. Em nhá. 6839 này. SL mình đặt 1.7 pip này. Và TB lúc này mình đặt về đâu? Về hẳn cái instrument M5 bên dưới này. Ok, đồng ý không? Rồi. Thì đây là cái lệnh đầu tiên và em xem phản giá tiếp theo này, giá hit lệnh. Ok nhá, và sau đó em đi này. Cái thời điểm này giá nó về đây nó phản ứng cái vùng order block extreme này. Nếu anh em là không đặt limit em có thể xe tại vùng order block extreme này cũng được em nhá. Đấy, và sau khi nó có phản ứng thì mình tiếp tục mình scale thêm một lệnh chỗ này được em nhá. 41 này. SL mình để 1.5 pip này. Và TB thì cũng tương tự thôi, về đến cái initial M5 bên dưới em nhá. Đây, mình đặt ở bên trên cái vùng order block nhỏ nhỏ bên trên này này. Đây. Ok, và xem giá phản ứng này, giá hit lệnh nhá. Hit cái lệnh thứ hai được chưa? Đồng ý không? Rồi, và sau đó xem phản ứng giá tiếp theo này. Rồi. Đấy này, ngay đến cái thời điểm này. Thời điểm này nhá, sau khi nó đóng đến này mình có tiếp tục mình scale thêm lệnh này ở đây nữa. Em nhá. 27. SL mình đặt là 2.9 pip và TB cũng tương tự thôi. Là về cái instrument bên dưới của M15. Đấy, thì lúc này xem phần giá này. Giá hit cái lệnh thứ 3 nhá. Đồng ý không? Rồi. Và xem phần này. Ok, thì đến xuống về đến cái đáy swing low của một internal này mình sẽ quản lý lệnh của ba lệnh này luôn nhá. Đấy, nó về đây mình quản lý lệnh đầu tiên này. Rồi, và bên đây nó biết tiếp này. Ok, và xem giá phản ứng nhá. Đó, giá nó đạt TB. Đấy thì nó hit TB cũng khá nhanh thôi. Sau, mình nói rồi, sau khi tin tức nó ra sóng yên biển lặng thì anh em đó chính là những cái thời điểm nó xuất hiện những cái tín hiệu để em có thể được vào được lệnh. Ok, nó chỉ vậy thôi em nhá. Đấy, thì túm lại là gì? Là ngày hôm qua nhá, đầu cái phiên London ý, mình thua ba lệnh này sau khi nó ra cái hai thang phiên M5 nó xuất ra tín hiệu là nó sweep cái đỉnh phiên Á, phiên Asian này. Ok, thì lúc này mình chấp nhận là cái rủi ro là mình vào ba lệnh này và nó không đạt target của mình thì thôi, tiếp tục tăng lên. Mình biết trước sau thì nó vẫn tăng mà, nhưng là vẫn có thể là đánh scalp chỗ này được và là không được như kỳ vọng của mình thì phải chấp nhận anh em nhá. Rồi, và sau đó gì? Sau khi M15 ấy nó phát ra cái tín hiệu nó sweep cái đỉnh này này thì về đây nó lấy được cái issue mới của 15 bên trên này đúng không? Nó confirm cái đỉnh swing high mới bên trên đây. Em nhá, đây. Rồi. Và sau đó gì em phải lưu ý là gì? Rạng sáng ngày hôm nay, tức là lúc 1 giờ sáng nó có cái tin FOMC. Em nhá, cái lúc 1 giờ sáng ấy và sau đó em nhìn này. Thì 1 giờ sáng này. Đấy, lúc 1 giờ sáng tin nó ra này. Tin nó ra đấy và bắt đầu nó phá thẳng lên, nó BS lên tiếp. Em nhá. Và đây là thời điểm hiện tại này. Đấy, sau khi nó BS lên thì cái swing low ở đây. Swing 2 lúc này nó phải đợi lấy decimal bên dưới đây này. Thực ra nó bên dưới đây đẹp hơn này. Em nhá. Được chưa? Đồng ý không? Đó, thì em có thể đặt một cái cảnh báo ở đây của cái decimal này và một cái cảnh báo ở cái đỉnh cũ mới, cái đỉnh mới lập này này. Đấy, thì có thể là ngày hôm nay giá tiếp tục nó sẽ tăng lên tiếp hoặc nó sẽ vòng về để lấy decimal để confirm đỉnh swing 2 mới thì chúng ta sẽ canh mua lên tiếp ở vùng bên dưới này. Ok, đồng ý không? Thì đây là hai cái setup của ngày hôm nay thôi. Ok anh em nhá, thì quay lại cái thời điểm ngày hôm qua này.
xuống lại lâu thang phim này. Thì ngày hôm qua chỗ này là mình thua mất 3R cái đầu phiên á này nhá. 3R trắng. Thì em mình nói rồi, 2 risk 2 return nhá. Em scale em nhồi thêm lệnh thì em phải chấp nhận cái rủi ro là em có thể mất 2-3R liên tiếp một điểm đấy luôn em nhá. Thì còn túm lại là gì? Đổi lại sau khi cái lúc mà tối 21 giờ tối ngày qua nó ra này, nó ra tin hết rồi, thì lúc ấy mình tìm điểm lại, mình bán lại, thì chỗ đoạn này mình cũng scale thêm 3 lệnh nữa. Thì đây, tóm lại được bao nhiêu R? Thì đầu tiên này, cái lệnh này được 5,29R. Lệnh thứ hai scale được 6,3R, thì tóm lại là khoảng tầm 11,5 đi. Làm tròn nhá, 11,5 cộng với cả 2,69 là coi như 2,5, là khoảng tầm được 14R. Ba lệnh này 14R nhá, thì trừ đi ba cái lệnh mất 3R đầu phiên chiều ngày hôm qua ấy, thì tóm lại là khoảng được tầm 11R. Ok, đấy thì đấy là làm tròn là như vậy. Đấy thì túm lại là ngày hôm qua vào 6 lệnh thì được 11R, thắng 3 hòa 3. Win rate 50-50 em nhá. Đấy. Thì ok, thì đấy là cái cách mà mình enter, mình vào lệnh, mình triển khai, mình phân tích cấu trúc, mình tìm cái vùng entry và mình tìm cái vùng target như nào, thì mình có nói hết cho em ở trên cái video recap, video tóm tắt lại cả những cái lệnh mà mình đã vào rồi. Ok anh em nhá. Đó, ok. Rồi thì cái video này cũng hết rồi và mình cũng không còn cái gì để chia sẻ nữa, thì mình cũng xin kết thúc video ở đây và cái kết quả giao dịch mình sẽ để đây cho em xem. Ok nhá, đồng ý không? Rồi thì bây giờ mình cũng xin kết thúc video và em xem video nhớ like video, nhớ đăng ký kênh, bấm chuông thông báo. Thì mình xin kết thúc và thân ái chào tạm biệt anh em. Ok, bye bye anh em nhá.